Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 5 tây tháng 7 năm 2020 và là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ Và ở Việt Nam hiện tại lúc mà thường làm video này để Thùng refresh trang này lại Các bạn thấy là khoảng 4 giờ 18 phút sáng ngày 6 tây tháng 7 là ngày thứ hai Thì trước khi mà chúng ta bước vào một tuần mới trong thị trường crypto Thì tôi muốn đem đến cho các bạn một số những cái thông tin nổi bật mà chúng ta cần phải quan tâm tới trong vòng 2 ngày qua Chúng ta sẽ nói tới rất nhiều những thông tin như liên quan tới Cardano, liên quan tới Bitcoin, Ethereum, EOS và một số những tin tức nổi bật khác và đặc biệt chúng ta sẽ nói tới cái tin tức liên quan tới là ca sĩ Kanye West đã đưa ra thông báo trên Twitter ngày hôm qua là sẽ ra ứng cử tổng thống thì vấn đề này là như thế nào và có liên quan gì đến Bitcoin và chúng ta cũng sẽ nói tới một số những tin tức liên quan tới nước Venezuela thì nước Venezuela là bây giờ là Nicolas Maduro là muốn lấy lại cái số vàng là khoảng 1 tỷ đô la nằm ở trong cái kho vàng của ngân hàng của nước Anh. Nhưng mà bây giờ thì nước Anh lại nói là không trả lại số vàng này. Chúng ta cũng sẽ nói về vấn đề này. Đây sẽ là một số những tài liệu chúng ta sẽ đề cập tới trong video ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mọi người đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Về cái mặt giá cả thì các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ của Bitcoin trên sàn Coinbase, biểu đồ đến giờ. Thì chúng ta thấy được là giá cả đã đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua và đặc biệt là cuối tuần qua thì giá cả vẫn xoay quanh 9.000 đô. Cái sự di chuyển rất là thấp và không chỉ riêng là Bitcoin các bạn thấy là những đồng lớn thì cái sự di chuyển cũng rất thấp trong vòng một ngày qua bạn nhìn vào những đồng như là Ethereum chỉ di chuyển có 2,6%, XRP chỉ 1,3%, Bitcoin Cash chỉ có 3,2% và quan thấy được là những đồng lớn thì di chuyển rất ít trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Và thật ra chúng ta nhìn vào giá cái Bitcoin hiện tại thì Thuận vẫn nghĩ và nhiều người cũng có cùng một suy nghĩ đó chính là chúng ta sắp sửa thấy một cái sự biến động mạnh về mặt giá cả của BTC giống như là một cái lò xo so, các bạn thấy được là các bạn càng ép nó xuống thì khi mà các bạn buông tay thì nó sẽ buông càng mạnh cũng tương tự như là BTC các bạn thấy được là cái lực ép càng mạnh để Bitcoin không di chuyển nhiều thì khi mà lực ép nó không còn thì giá cả sẽ đi mạnh nhưng mà không biết để đi lên hay là đi xuống Tại vì có bạn thấy được là những trader thì vẫn còn ở đó Số tiền trade vẫn còn ở đó Cái vấn đề là nhiều người bây giờ là đang đứng ở bên lề Để chờ đợi cái xu hướng kế tiếp của Bitcoin Và bây giờ là khoảng 2 mươi 22 phút chiều Cho nên lúc mà thường làm video này chúng ta vẫn chưa thấy là hợp đồng tương lai Có nghĩa là future của chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa Thường thì chứng khoán Hoa Kỳ sẽ mở cửa là khoảng 2 giờ rưỡi chiều giờ Cali Thì lát nữa chúng ta sẽ trở lại coi coi là chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa Hợp đồng tương lai thì đi lên hay là đi xuống sau khi mà đóng cửa cuối tuần Để xem coi là dấu hiệu Bitcoin có đi theo xu hướng của chứng khoán hay là không Tại vì bây giờ các bạn thấy là Bitcoin hầu như đã đi xuống một phần nhỏ Bây giờ là dưới 9.000 đô, 8.961 Chúng ta sẽ trở lại một lát nữa để coi coi là tình hình như thế nào vì mà cái tin tức thì tôi nghĩ là tin tức nổi bật nhất mà không chỉ riêng là trong dùng crypto mà bây giờ là rất nhiều trang web đang nói tới Đó chính là cái tin tức liên quan tới ca sĩ Kanye West Ngày hôm qua nghĩa là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 Thì Kanye West ở trên Twitter, đó chính là cái Twitter của Kanye West Nói là Kanye West sẽ đứng ra để mà ứng cử tổng thống năm 2020 Và ngay sau đó các bạn thấy được là Elon Musk của công ty Tesla và người tạo ra công ty SpaceX đã đứng ra nói là sẽ hỗ trợ Kanye West sẽ ủng hộ Kanye West đứng ra để mà ứng cử tổng thống thì Kanye West là một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng nhiều bạn có thể là biết đến Kanye West trong những cái bài hát rất là nổi tiếng tuy là tin tức này là một tin tức mà nhiều nhà báo cho là tin tức lớn cho nên có rất nhiều bài viết liên quan tới việc là ca sĩ Kanye West đứng ra ứng cử tổng thống cho năm 2020 nhưng mà bây giờ cái sự khó khăn ở đây là nhiều nhà báo vẫn không rõ là Kanye West là nói thật hay là chỉ đùa giỡn với lại mọi người cho nên bây giờ những bài viết thì nhiều nhưng mà chuyên sâu cũng không có là bao nhiêu tại vì những nhà báo họ không muốn đầu tư quá nhiều nếu như mà ca sĩ Kanye West chỉ muốn đùa giỡn với lại mọi người và các bạn thấy được là có một số những câu hỏi vẫn chưa được trả lời đó chính là cho tới thời điểm bây giờ chúng ta chỉ còn 4 tháng nữa là sẽ đến ngày bầu cử tổng thống nhưng mà khi canyon West đưa ra tin tức trên Twitter ngày hôm qua thì vẫn chưa có điền đơn để mà nạp vào một cái gọi là Federal Election Commission hay có thể chúng ta hiểu đây là một cái quỹ ban bầu cử liên bang Thì vẫn chưa nạp đơn để mà chính thức ra ứng cử tổng thống Và cũng chưa có tạo ra một cái đội là chiến lược ứng cử tổng thống nào Cho nên nhiều người thì cho là có thể Canyon West chỉ muốn đuôi giỡn Nhưng mà một số người khác thì lại nói là không phải như vậy Thì nhiều người cho là nếu như mà ca sĩ Canyon West thực sự là nghiêm túc Muốn ra ứng cử tổng thống cho năm 2020 này Thì vẫn còn có cơ hội để mà đăng ký Để mà có thể được tên của mình ở trên cái phiếu bầu cử Tuy là các bạn thấy là một số những tiểu bang thì cái ngày mà đăng ký đã quá hạn nhưng mà Canyon West vẫn có thể là ra ứng cử với cái tư cách là một người independent, có nghĩa là một người tự do Một số tiểu bang bây giờ đã quá hạn đăng ký như là Indiana, Maine, New Mexico, New York, North Carolina và Texas Nhưng mà những tiểu bang khác thì Canyon West vẫn có thể là để tên mình vào cái phiếu bầu cử cho nên vẫn còn có cơ hội nếu như mà đây là một cái tin tức thật Và nhiều người thì cho là Canyon West là năm 2016 thì là một trong những người đã đứng ra để mà ủng hộ tổng thống Donald Trump thì tại sao năm 2020 này thì Kanye West sẽ muốn ra để mà ứng cử có phải là muốn đối đầu với tổng thống Donald Trump hay là không thì không hẳn là như vậy tại vì các bạn cần nên biết là nếu như mà Kanye West ra ứng cử mà có thể lấy được nhiều phiếu mà nhiều phiếu của những người mà da đen thì có thể là những phiếu đó là Kanye West sẽ lấy từ tay của Joe Biden có nghĩa là đảng Dân Chủ cho nên khi mà Kanye West tự ra ứng cử không có nghĩa là sẽ xấu cho Tổng thống Donald Trump hay là tốt kết quả vẫn có thể là rất có lợi cho Tổng thống Donald Trump nếu như mà Kanye West thành công lấy đi cái phiếu từ tay của đảng Dân Chủ thì bây giờ các bạn thấy là có một số những cái trang web crypto thì đề cập tới Kanye West là nếu như trở thành một tổng thống thì sẽ là một tổng thống mà rất yêu thích Bitcoin Tony không nghĩ ra đến cái mức độ đó, tại vì những cái tin tức này là dựa vào một số những cuộc phỏng vấn trước đây của Canyon West. Thì Canyon West cũng đã từng đề cập tới Bitcoin như là một cái lựa chọn tài chính, nhưng mà Canyon West thì không có đề cập tới riêng Bitcoin mà thường là lấy Bitcoin và nói chung với lại một số những cái tài sản khác như là tiền mặt chẳng hạn. Cho nên đối với lại Thuận thì Canyon West là một người mà không chống đối lại Bitcoin Cũng hiểu biết về Bitcoin nhưng mà không phải là một người mà đứng ra để mà ủng hộ Bitcoin trực tiếp Thường thì Canyon West chỉ đề cập tới Bitcoin như là một trong những cái lựa chọn tài chính Chung với lại những thứ như là vàng hay là tiền mặt Đây là những tin tức liên quan tới Canyon West mình thường muốn chia sẻ với các bạn Canyon West có thực sự là muốn ra ứng cử tổng thống hay là không chúng ta hãy chờ để xem coi tình hình như thế nào và có thể là nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà Canyon Wasger ứng cử thì có cơ hội làm tổng thống hay là không? Thì cơ hội đương nhiên là có, nhưng mà cơ hội cao hay không đó mới là câu hỏi. Và các bạn thấy là rất khó đoán. Năm 2016 khi mà Donald Trump ra ứng cử tổng thống thì cái cơ hội đó rất là thấp, nhưng mà cuối cùng các bạn thấy là lịch sử cũng đã chứng minh được là cơ hội thấp không nghĩa là không có cơ hội, vẫn có cơ hội trở thành tổng thống và tổng thống Donald Trump là một trong những điển hình. Thì kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái video ngắn khoảng chừng là 19 giây. Và cái video này đã được chia sẻ trên Twitter Thì đây là một cái video mà trong cái video này các bạn sẽ thấy là có một người Đang PR đồng Cardano, đồng ADA Với một số những cái người ở một cái vùng quê ở Trung Quốc Thì dựa theo những cái tài liệu trên mạng Thì đây là một cái vùng quê ở Trung Quốc và những người mà đang nghe cái bài PR này Là những người nông dân và các bạn thấy là nhìn vào cái video này sẽ thấy được đây không phải là những cái nông dân nghèo Các bạn thấy được là những nông dân trong video này thì có rất nhiều xe hơi thì các bạn nghĩ đây là tin tức tốt hay là xấu đối với đồng Cardano Các bạn comment ở phía dưới Thôi thì cảm thấy đây là một cái tài liệu thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn giới tiếp tôi muốn đem đến cho các bạn một cái thông tin liên quan tới nước Venezuela Thật ra đây là một điều mà đã xảy ra bắt đầu từ năm ngoái chúng ta nói tới rất nhiều những tài liệu liên quan tới Venezuela năm ngoái là nhiều bạn có thể nhớ là tình hình của Venezuela rất là phức tạp ngoại trừ chúng ta thấy cái việc siêu lạm phát xảy ra thì Venezuela cũng đang trải qua một cái cuộc khủng hoảng chính trị các bạn có thể nhớ là tình hình là nếu như mà các bạn lên trên Google các bạn Google Nicolas Maduro thì Wikipedia vẫn cho Nicolas Maduro là đương kim tổng thống của Venezuela hiện tại nhưng mà năm ngoái thì có người đứng lên đó chính là Juan Guaido và Juan Guaido bây giờ cũng tự xưng là đương kim tổng thống của Venezuela thì cái tình hình là có một số vàng của nước Venezuela đang được giữ trữ ở ngân hàng trung ương của nước Anh có nghĩa là England Central Bank thì cái số vàng này chỉ giá là khoảng 1 tỷ đô la thì mới đầu từ năm ngoái thì Nicolas Maduro đã hỏi nước Anh để mà lấy lại cái số vàng này các bạn cũng nên nhớ đây là cái số tiền của nước Venezuela mà đang được giữ trữ trong ngân hàng trung ương của nước Anh thì nước Anh đã ra quyết định là sẽ không cho Nicolas Maduro lấy cái số vàng này thì tại sao nước Anh lại có quyền không cho người ta lấy vàng thì nước Anh nói là bây giờ là không công nhận Nicolas Maduro là đương kim tổng thống của Venezuela cho nên cái số tiền này sẽ không trả cho Nicolas Maduro nước Anh chỉ công nhận hoàn giai đồ và nếu Maduro nếu như mà lấy được cái số tiền này thì sẽ dùng số tiền này để mà làm những việc không tốt Có thể dùng số tiền này để mà đàn áp người dân của nước Venezuela Và cái số tiền này, cái số vàng mà nằm trong ngân hàng của nước Anh Số vàng đó là tài sản của nước Venezuela Là tài sản của người dân chứ không phải là tài sản riêng của Nicolas Maduro cho nên nước Anh không cho lấy Các bạn thấy được là đây là một cái sự kiện mà dẫn đến nhiều sự tranh cãi Bây giờ thì Ờ, cái ngân hàng trung ương của Venezuela đã điền đơn kiện ngân hàng trung ương của nước Anh về việc là không cho lấy lại tài sản của họ Thì chúng ta sẽ không nói tới đến đúng hay là sai, nước Anh có quyền không cho lấy hay là không Và nước Maduro có quyền để mà lấy số vàng này hay là không, chúng ta sẽ nói tới một vấn đề khác Đó chính là các bạn thấy rất rõ ràng, nếu như mà vàng không nằm trong nhân khố của mình Thì vàng đó không phải là của mình, như là trường hợp của nước Venezuela và tôi nghĩ cũng tương tự như là Bitcoin các bạn thấy là nếu như mà các bạn không có khóa cá nhân thì Bitcoin đó không phải là của các bạn nếu các bạn lưu trữ trên sàn mà không có khóa cá nhân thì Bitcoin đó là các bạn không thể tự quản lý được và các bạn thấy đây sẽ là một trong những cái sự kiện mà dẫn đến nhiều quốc gia sẽ đưa ra một cái ý nghĩ là tại sao họ lại không lưu trữ những tài sản mà dễ dàng lưu trữ như là Bitcoin chẳng hạn thì họ không cần phải nhờ một quốc gia khác lưu trữ cho mình và sẽ không gặp cái trường hợp hiện tại tại vì làm sao các bạn biết được là hôm nay các bạn là đương kim tổng thống các bạn có quyền lực cho một quốc gia nhưng mà sau này các bạn lại không thể lấy được cái số tiền của mình tại vì những cái tình hình tương tự đây sẽ là một trong những cái điều thường nghĩ là sẽ thúc đẩy và tôi có lòng tin là sau này các ngân hàng trung ương các quốc gia sẽ lưu trữ bitcoin và một số những tiền kỹ thuật số có giá trị khác như là một loại tài sản như là vàng thì tôi nghĩ là sẽ có một số bạn cơ mình hỏi thuận là tại sao một quốc gia mà họ lại không tự lưu trữ vàng mà phải nhờ một quốc gia khác lưu trữ giùm làm gì thì có phải là quá phiền phức hay là không? Tại vì nếu như mình mình tự lưu trữ vàng của mình thì mình không cần phải nhờ giả ai và cũng không cần phải phụ thuộc vào ai. Thì câu trả lời sẽ có rất nhiều những yếu tố chúng ta cần phải suy nghĩ tới tại vì các bạn thấy là sự thật thì cái số vàng rất lớn trên thế giới từ nhiều quốc gia là đang được lưu trữ ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở New York ở cái tầng hầm ở phía dưới New York Fed có nghĩa là cục dự trữ liên bang của Fed trước đây thuận đi công tác ở New York cũng đã chụp hình cho các bạn coi thì cái lý do tại sao thì chúng ta có thể nói tới là ba cái yếu tố chính có nghĩa là những yếu tố liên quan tới an toàn tiện lợi và rẻ thì an toàn nghĩa là sao thì trước đây khi mà các bạn thấy được là tình hình mà có đế chiến thứ nhất đế chiến thứ nhì thì nhiều quốc gia những quốc gia mà họ nghĩ là có khả năng là bị những quốc gia khác tấn công vào thì họ sẽ lấy vàng của mình đưa vào những cái quốc gia mà họ cảm thấy là an toàn hơn như là ở Hoa Kỳ để mà lưu trữ giùm lỡ như mà quân địch tấn công vào thì số vàng đó cũng không bị mất đó chính là liên quan tới an toàn thứ nhưng đó là tiện lợi thì các bạn thấy là nếu như mà các bạn mua vàng ở những nước khác như là các bạn mua vàng ở nước Anh hay là mua vàng ở nước Hoa Kỳ thì khi mà mua thì sẽ rất là tiện lợi nếu như mà các bạn mua xong lại lưu trữ thẳng ở cái quốc gia đó mà không cần phải chuyển về quốc gia của mình Tại vì làm gì sẽ rất là phiền phức cho nên tiện lợi hơn thì họ mua vàng ở nước Anh Sau đó lưu trữ thẳng ở nước Anh mà không cần phải đem về một nước khác Đó là cái lý do thứ nhì Lý do chính thứ ba mà nhiều người nói tới đó chính là liên quan tới chi phí thấp như là rẻ nếu như mà các bạn phải tự tạo ra một cái nơi lưu trữ vàng thì các bạn cần phải tạo ra một nơi mà an toàn có người bảo vệ chi phí rất là cao trong khi các bạn thấy là những quốc gia như nước anh hay là hoa kỳ đã có sẵn những cái kho lưu trữ vàng mà có những cái thiết bị cũng như là những cách bảo vệ an toàn thì khi mà đem vàng của mình vào những quốc gia đó thì sẽ được cái chi phí thấp hơn là mình tự lưu trữ đó chính là ba cái lý do chính tại sao mà một cái quốc gia họ không tự lưu trữ vàng mà nhờ một quốc gia khác lưu trữ cho mình chúng ta có một số những tin tức khác mình muốn đem tới cho các bạn như là liên quan tới Visa liên quan tới một cái quỹ đầu tư âm thầm mà tham gia vào thị trường crypto này chúng ta sẽ nói tới Anthony Pomliano và chúng ta sẽ nói tới cái ứng dụng Voice của EOS nhưng mà trước khi mà chúng ta tiếp tục thì những bạn nào mà muốn theo dõi thuần capital trên mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter hay là những bạn nào mà muốn tham gia những sàn giao dịch crypto thì nếu như mà các bạn muốn tham gia những sàn như là StepX, Bybit, Binance hay là Coinbase thì trước khi các bạn tham gia các bạn nên bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital. Thì nghĩ đây các bạn sẽ nhận được nhiều giá trị từ những cái link này và những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital. Bấm vào cái link thì bạn sẽ tìm thấy những cái tài liệu chi tiết hơn liên quan tới những ưu đãi này. Thì chúng ta trở lại nói về cái tài liệu liên quan tới Visa thì Visa bây giờ đang tìm kiếm một ứng cử viên, có nghĩa là một người để mà vào làm việc cho công ty Visa là cái job này là blockchain engineer, có nghĩa là Visa đang tìm kiếm một cái kỹ sư blockchain. Thì Visa các bạn cũng đã biết là một cái công ty tài chính mà thanh toán cái thẻ Visa và cái số uh, lượng mà thanh toán thông qua công ty Visa bây giờ trên thế giới đã lên tới là 51% của tất cả những thanh toán thẻ là thông qua công ty Visa này. Đây là một công ty thường cảm thấy là không cần phải nói nhiều, các bạn cũng đã biết là công ty lớn cỡ nào. Thì công ty Visa đang tìm kiếm một cái engineer blockchain, một cái kỹ sư blockchain, nhiều người sẽ nói là họ đi kiếm kỹ sư blockchain thì liên quan gì đến tiền kỹ thuật số. Thì khi mà các bạn nhìn vào tài liệu tìm kiếm người chi tiết các bạn sẽ thấy được là một cái ứng viên mà muốn à, nộp đơn để xin việc làm này thì cái ứng viên đó là phải có những kinh nghiệm liên quan tới lập trình cho những cái mạng lưới phi tập trung như là Ripple, Ethereum và Bitcoin và đặc biệt là phải biết làm lập trình sử dụng Solidity. Solidity là cái mã mà các bạn cần phải hiểu biết khi các bạn làm những cái ứng dụng trên mạng lưới của Ethereum. Cho nên rất rõ ràng là họ nói là tìm kiếm một cái kỹ sư blockchain nhưng mà kỹ sư blockchain này là phải hiểu lập trình những cái mạng lưới của những đồng như là ripple ethereum hay là bitcoin thì nhiều người thường nói là có ba cái giai đoạn giai đoạn đầu tiên là họ sẽ làm ngơ họ sẽ không quan tâm tới các bạn giai đoạn thứ nhì là họ sẽ đánh trả lại họ sẽ chiến đấu với các bạn và giai đoạn thứ ba là họ sẽ tham gia vào những gì các bạn đang làm thì các bạn thấy rất rõ ràng là giai đoạn đầu tiên là những công ty như là công ty visa thì trước đây là không quan tâm đến coi như làm ngơ về thị trường crypto nhưng mà kế đó thì những công ty như là visa thì lại tấn công chuyện crypto nói chuyện crypto là một cái thị trường mà có nhiều những cái lương gạt là tiền điện tử tiền kỹ thuật số là dùng trong những việc phạm pháp nhưng mà bây giờ các bạn thấy là công ty visa lại tìm kiếm những kỹ sư blockchain chuyên về Bitcoin chuyên về Ethereum và chuyên về Ripple thì các bạn thấy là họ đã bước qua cái giai đoạn 3 và họ ở đây có nghĩa là những cái công ty tài chính truyền thống đã đi vào cái giai đoạn 3 nghĩa là đã tham gia vào trên crypto kế tiếp là một cái tin tức mà mình cảm thấy là cũng rất là quan trọng nhưng mà lại ít thấy ai nói tới đó chính là tin tức liên quan tới một cái quỹ đầu tư thì chúng ta nhận được cái tài liệu này là từ SEC có nghĩa là giấy tờ đăng ký với lại ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ là một cái công ty gọi là New York Digital Investment Group hay là NYDIG thì công ty này đã nộp đơn nói là họ đã tạo ra một quỹ đầu tư gọi là NYDIG Institutional Bitcoin Fund LP có đây là một quỹ đầu tư dành cho những tổ chức đầu tư mà ở trong thị trường tài chính truyền thống thì cái số lượng mà tiền mà họ đã kêu gọi được đầu tư trong quỹ này là 190 triệu đô la và đầu tư các bạn thấy được là họ đầu tư vào chỉ có đồng Bitcoin thôi và ngoại trừ cái tài liệu này chúng ta nhận được là cũng một công ty đó công ty NYDIG này họ lại đưa ra một quỹ đầu tư khác nữa kêu gọi được là 140 triệu đô la tổng cộng là cái số tiền này là đầu tư vào một quỹ đầu tư là Bitcoin Yield Enhancement Fund đây là một quỹ đầu tư cũng chuyên về đầu tư Bitcoin thì tài liệu mà chúng ta nhận được thì thấy là 190 triệu này với lại 140 triệu này là hai cái số tiền dành cho hai quỹ đầu tư khác biệt của công ty NYDIG và nếu như mà đây là sự thật thì cái số tiền mà công ty này đầu tư vào thị trường Bitcoin đã lên tới 330 triệu và có thể nói đây là cái đơn vị đầu tư riêng lẻ nhiều nhất mà chúng ta biết tới chúng ta nói tới những cái công ty đầu tư như là công ty Grayscale nhưng mà công ty Grayscale là họ đầu tư cho nhiều khách hàng đây là cái tài liệu liên quan tới một công ty riêng lẻ mà chúng ta biết tới là 330 triệu đô la kêu gọi đầu tư vào thị trường bitcoin và không chỉ riêng công ty này tôi nghĩ là chúng ta sẽ thấy rất nhiều công ty tương tự nhưng mà chúng ta lại không nghe nói tới những tài liệu chỉ là công ty này là một công ty mà họ kêu gọi vốn từ 24 nhà đầu tư mà có tiền cho nên họ phải điền đơn với lại SEC cho nên chúng ta mới biết tới tài liệu này chứ nếu không chúng ta cũng sẽ không biết tới tài liệu này và các bạn thấy là họ đã bán cổ phần của công ty này là bắt đầu là từ ngày 26 tây tháng 10 năm 2018 thì trở lại thời điểm đó các bạn sẽ thấy được là cái giá của Bitcoin ngày 26 tây tháng 10 để thường coi lại coi là chúng ta thấy là ngày 26 tháng 10 năm 2018 có nghĩa là lúc đó là giá của một đồng Bitcoin là khoảng là 6.000 đô trước khi mà chúng ta thấy cái sự xuống giá mạnh của đồng Bitcoin hồi khoảng chừng là cuối năm 2018 thì công ty này đã bắt đầu là mua và bán cổ phần Bitcoin là từ thời điểm đó lúc mà chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ mùa đông của crypto cho nên các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn một mặt thì những công ty đầu tư họ chỉ trích Bitcoin họ nói là họ không quan tâm tới Bitcoin họ nói là Bitcoin được sử dụng trong những cái à, trường hợp phạm pháp như là chúng ta nghe nói tới rất nhiều năm 2018 như một mặt khác thì họ lại âm thầm để mà kêu gọi vốn đầu tư vào thị trường Bitcoin đây là một cái ví dụ điển hình cho các bạn thấy được là các bạn không nên nghe những gì mà họ nói chúng ta phải nhìn những gì mà họ đang làm tin tức kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một cái tin tức mà được đưa ra cái đây khoảng chừng 2 ngày đó chính là liên quan tới Anthony Pomliano như bạn có nói biết là cái tên này là một cái tên rất là quen thuộc Tại vì Anthony Pomliano là một người mà cũng thường hay lên trên những cái đài như là CNBC Để mà nói tốt về thị trường crypto Nhất là Anthony Pomliano là một người mà rất là thích Bitcoin Thì tin tức này là một cái tin tức mà nói là Anthony Pomliano trong một cái podcast Nghĩa là một cái chương trình à, nói chuyện với lại comedian Bill Burr nghĩa là Billberg này là một cái danh hài mà rất nổi tiếng ở trên Netflix. Thì trong cái cuộc nói chuyện này thì Anthony Pomliano đã thành công để mà nói với lại Billberg về những cái đặc tính của Bitcoin, tại sao Bitcoin lại là một cái sự lựa chọn tốt và Billberg nói là sẽ tìm hiểu và sẽ mua Bitcoin. Thì rất nhiều những cái bài viết ở trên những cái mạng liên quan tới crypto đã nói là Anthony đã thành công để mà kêu Billberg mua Bitcoin. Thật ra tin tức này thì không có lớn như các bạn nghĩ. Tại vì điều mà các bạn cần nên biết ở đây là cái podcast mà Anthony Pompliano lên để mà nói chuyện với lại Bill Burr như là một người khác nữa thì cái podcast đó là chỉ mới được thành lập và thật ra chỉ có là 20 tập mà Anthony Pompliano là cái người được mời tới à, thứ 20 nhưng mà Bill Burr cũng là một người mà đã từng lên trên một cái podcast rất nổi tiếng đó chính là cái podcast của Joe Rogan thì điều mà các bạn cần phải biết ở đây là chúng ta trong hình crypto thì các bạn biết tới những người nổi tiếng như là Vitalik Buterin là chúng ta nói tới Brock Pierce, hay là chúng ta nói tới Charles Hodgkinson, hay là Dan Lehmann, hay là vô số những người khác. Nhưng một điều các bạn cần phải biết ở đây là những người đó thì tuy là rất nổi tiếng trong những crypto và có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức, nhưng mà nói tới việc là có thể lên trên TV có thể là nói chuyện với những người đầu tư truyền thống để mà giải thích cho họ hiểu được là tại sao thị trường crypto là quan trọng, tại sao Bitcoin là quan trọng, tại sao Ethereum là quan trọng và tại sao những đồng phi tập trung là quan trọng thì chúng ta chỉ có thể dựa vào những người mà biết cách nói chuyện và những người mà đến từ thị trường tài chính chứ không phải những người mà đến từ thị trường công nghệ có nghĩa là những người như là Anthony Pomliano mới thực sự là những người có thể nói chuyện được và có thể thuyết phục được người nghe là tại sao thị trường này lại là một thị trường các bạn cần phải quan tâm tới chứ không phải là những người nổi tiếng về công nghệ mà chúng ta thường hay nói tới đây mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới tài liệu này chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái tin tức liên quan tới đồng iOS thì nhiều bạn cũng đã nhớ là năm ngoái thì đại hội iOS họ đã nói tới là cái thông báo lớn nhất sẽ là thông báo liên quan tới một cái ứng dụng gọi là ứng dụng voice ở trên mạng lưới của iOS thì nhiều bạn khi mà nghe tin tức này thì có nhiều bạn cảm thấy là thất vọng tại vì rất nhiều bạn đang hy vọng ở thời điểm đó là đồng iOS sẽ đưa ra những cái thông báo gì nổi bật nhưng mà thông báo lớn nhất đây chính là cái ứng dụng phi tập trung Voice Thì đây là một cái ứng dụng liên quan tới mạng xã hội thì trên mạng xã hội này Những người nào mà tham gia họ có thể là đăng bài viết và được like chẳng hạn thì sẽ được thưởng tiền kỹ thuật số Không giống như là bây giờ các bạn đăng bài viết hay là được like ở trên Facebook thì không được thưởng gì hết Trên mạng lưới Voice thì bạn sẽ được thưởng nếu như mà các bạn đăng những bài viết có giá trị và được nhiều người like thì cuối cùng sau nhiều lần mà bị trì hoãn thì ứng dụng Voice này đã được chính thức ra mắt nhưng mà cho đến ngày 15 tháng 8 thì chỉ những người nào mà đã đăng ký trong những cái đợt đăng ký trước đó thì mới được đăng bài viết Còn những người khác thì chỉ có thể là browse nghĩa là lướt cái ứng dụng Voice này coi coi trên đó có những bài viết nào Thì đây là tin tức liên quan tới ứng dụng Voice của iOS và nói tới iOS thì nhiều bạn sẽ liên tưởng tới một người đó chính là Brock Pierce Thì cũng là ngày hôm qua, ngày July 4, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ thì Brock Pierce cũng đã đưa ra một thông báo là sẽ chính thức ra ứng cử tổng thống của Hoa Kỳ, cũng tương tự như chúng ta nhận được cái tin tức liên quan tới Kanye West là ra ứng cử cho tổng thống của Hoa Kỳ, thì Brock Pierce nói cũng sẽ ra ứng cử tổng thống của Hoa Kỳ. Trước đây Brock Pierce là một cái diễn viên nhí, có nghĩa là hồi nhỏ là một cái diễn viên nhưng mà bây giờ đã không còn là diễn viên nữa và là một người mà đầu tư vào nhiều cái ứng dụng khác nhau và là một người đầu tư vào công nghệ thì Brock Pierce nói sẽ ra ứng cử tổng thống nhưng mà nhiều người cũng không biết được là Brock Pierce nói giỡn hay là nói thật nhưng mà các bạn thấy đây là một cái trang web là được tạo ra bởi Brock Pierce để đứng ra ứng cử tổng thống thì các bạn thấy là trang web này cũng không phải là một cái trang web bình thường thì có phải là Brock Pierce thực sự là ứng cử tổng thống hay là không chúng ta sẽ tiếp tục coi coi tình hình như thế nào tại vì bây giờ các bạn đã thấy được là càng ngày lại càng nhiều người nói là ra ứng cử tổng thống nhưng mà không biết ai thật ai giả nhất là những thông báo được đưa ra ngày lễ Independence Day hôm qua và bây giờ chúng ta hãy trở lại nhìn vào tình hình của chứng khoán các bạn thấy được là để thông refresh trang này thì thị trường Future của Hoa Kỳ đã mở cửa và bây giờ là Dow Jones Future và S&P Future là hầu như bằng phẳng Các bạn thấy là Dow Future chỉ tăng 0.03% và S&P Future chỉ tăng 0.01% Nasdaq Future thì tăng 0.25% và bây giờ chúng ta nhìn vào Bitcoin thì Bitcoin vẫn tiếp tục là không có xu hướng, vẫn tiếp tục đi hàng ngang Và bây giờ ngay cả chứng khoán chúng ta cũng không biết được là xu hướng như thế nào các bạn thấy được là những cái hợp đồng tương lai ngày mai là đi hàng ngang chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tin tức này và thường sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều tài liệu với các bạn tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn